Tiền gắn bó nơi đây, ngày lại ngày xoay hàng xây, sức tiếp sức ta xây dựng trường. Trường ta luôn sẵn sàng, vui góp công cùng với đất nước, đi lên cùng hát ca vang. Và sát vai đường kề bên nhau, mau bước mau ta đi dựng xây trường ngoài thương. Bạn ơi, trường của ta như muôn hoa, chim vui ca ríu rít nơi đây, lòng nhu lòng phong xung phong, bước tiếp bước ta đi dựng đời. Đời ta luôn sẵn sàng, đi dấu chân đường khắp thế giới, đi lên cùng hát ca vang. Vai sát vai lên đường dừng say, nhanh bước nhanh. Cái đầu 40 năm, 35 năm rồi mình phát triển đẹp đúng không? Wow. Người anh đất ở trong định nghĩa về anh cũng là đéo cái gì để mất cả, cho nên đéo đi. Không có gì mất. Của ta như muôn hoa, chim vui ca ríu rít nơi này, lòng nhu lòng phong xung phong, bước tiếp bước ta đi dựng đời. Đời ta luôn sẵn sàng, đi dấu chân đường khắp thế giới, đi lên cùng hát ca vang. Vai sát vai lên đường dừng xây, nhanh bước nhanh trên con đường xa, nào cùng ca. Bạn ơi, tạo thiên trường bao thân yêu, muốn vươn xa thắm thánh bay đi, lòng dạt dào bao con tim, cất tiếng hát hẹn trở về. Dù xa xôi cách ngàn, tim chúng ta hằng nhớ chân phu, nay ta được chắp cánh bay. Vui bước vui trên trường quốc tế, bao khó khăn gian nguy nề chi, nào cùng đi. Bạn ơi, vui bước vui trên trường quốc tế, bao khó khăn gian nguy nề chi, nào cùng đi. Trường Đại học Ngoại thương, chúng ta đã cùng nhau có mặt tại Tả Đà Spa Resort để tham dự chương trình kỷ niệm 40 năm nhập trường trong buổi tối ngày hôm nay. Quý thân mến, thời gian chưa đi thật nhanh, với ngày nào chúng ta còn là những cô cậu học trò bỡ ngỡ bước vào mái trường Đại học Ngoại thương thân yêu. Vậy mà tất cả những gì là khắc khoải, là lo âu, là lạ lẫm, và giờ đây đã 35 năm trôi qua kể từ ngày chia tay mái trường ấy. Thưa quý vị thân mến, cho đến giây phút này đây, tất cả chúng ta trong cái khoảng thời khắc của mùa chia những ngày đáy đỏ của mùa học lớp, chúng ta lại tụ họp về đây tại Tả Đà Spa Resort để làm gì ạ? Để chúng ta gặp lại nhau, những người bạn thời nào, những người anh em, những người bạn thân thương của chúng ta. Và ngay lúc này con cũng rất mong muốn rằng là tất cả các cô chú và các quý vị, chúng ta hãy cùng quay sang những người bạn của mình để dành cho nhau những nụ cười thật tươi và những tràng pháo tay thật lớn của các thành viên lớp 9B. Hai từ ngoại thương thân yêu thì chúng ta những hình ảnh đẹp nhất, những kỷ niệm lãng mạn nhất sẽ hiện lên cho chúng ta cảm xúc bồi hồi và xúc động. Chúng ta mong muốn quay trở lại những thời gian được cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tâm sự và cùng nhau lao động ở sông Tô Lịch, cùng nhau đào phòng tuyến sông Cầu, được quay trở về những ngày hoạt động quân ngũ ở đền bàn sông Tây. Hiểu được những tâm tư nguyện vọng đó của tất cả thành viên lớp. Chính vì vậy ngày hôm nay những thành viên của lớp Anh 9B đã quyết định rằng tổ chức một chương trình, một cuộc họp mặt giữa những thành viên của lớp Anh 9B khóa 1978-1983 với mong muốn rằng chúng ta ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, mong muốn rằng chúng ta sẽ cùng nhau có lại những khoảnh khắc đẹp nhất của thời sinh viên, của những chàng trai, cô gái, đó là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất. Và ngay lúc này để chúng ta tiếp theo chương trình, Quang Vũ xin được trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu một vị đại diện cho ban liên lạc của lớp sẽ có đôi lời phát biểu cũng như là chia sẻ cảm nhận của mình với thời gian gắn bó cùng với tập thể lớp. Sau đây xin được trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu chú Hòa. Chú sẽ chia sẻ những tâm tư cũng như là có đôi lời phát biểu tới cho tất cả thành viên lớp của chúng ta. Xin trân trọng kính mời chú. Xin cảm ơn Quang Vũ. Kính thưa anh Dũng,
anh Viên, anh Thắng, anh Cường, anh Quyền là những người anh thân gửi các bạn Thành Bích, Vinh, Thành Smo, Kim Anh, Quỳnh Hương, Mai Ánh. Thế là chúng ta cộng với Hòa, chúng mình hôm nay là tổng số mình có được là 12 người, so với ngày đầu chúng ta có 23 người thì chúng ta cũng thôi vui cũng nhớ cái buồn ví. Chúng ta có ba anh chị và bạn trong lớp của chúng ta đã đi xa, thì chúng ta còn 20 người tiếp là một số anh em ở Sài Gòn, ở nước ngoài hoặc không thể tới được. Và hôm nay là chúng ta lần thứ hai, lần thứ nhất chúng ta là năm 2016 chúng ta tụ tập được ở tại Phú Quốc, thì hôm nay thì nó cũng là một sự kiện như thế thôi, hơn một tí, đó là 35 năm chúng ta chia tay, tương tự là 40 năm chúng ta gặp nhau. Thế thì Mõ Hòa, theo sự ủy thác của anh em thì cũng rất vui hôm nay là chúng ta cũng tụ tập được. Thế thì mọi người đều khỏe mạnh, đều vui vẻ, đó là điều hạnh phúc nhất. Thế và có lẽ là không quen phát biểu, thế thì thôi chân thành hoan nghênh tất cả chúng ta tụ tập ở đây ôn lại những cái kỷ niệm, nhìn thấy nhau và mong là sau cái lần này chúng ta phát huy lên, cố gắng hai tháng gặp nhau một lần thì nhẹ, thế còn nếu mà tụ tập lớn thì chúng ta sắp tới chúng ta có cái cổ khóa 19, thế rồi mong muốn của Hòa là có thể là một năm chúng ta gặp được hai lần. Tinh thần là như thế thì hoan nghênh tất cả mọi người, xin cảm ơn mọi người là những người mà được anh em giao cho là mõ là mà tổ chức, thì có lẽ đến giờ này thì cũng cảm nhận được là cái sự thành công là ở mức chấp nhận được. Mong anh chị em còn thì khiếm khuyết thì mình lại bổ túc, rồi năm sau mình bầu ra một cái nhóm liên lạc mới, chúng ta làm hay hơn, lớp thật là gắn kết. Có lẽ thế thôi ạ, không có gì nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị, cảm ơn các bạn MC, rồi cả là Star Resort cộng với tất cả những hậu công, ca sĩ đã cùng có mặt đóng góp cho cái sự kiện của chúng tôi thành công. Xin cảm ơn. Kính thưa các cô chú thân mến, chú Hòa chính là một trong những thành viên nằm trong ban tổ chức, góp những công sức rất lớn để có thể là tập hợp các thành viên để thông tin và có được một chương trình ý nghĩa như thế này của những thành viên lớp I9B. 2, 3
À, kính thưa cô chú, quý vị thân mến, chương trình trong buổi tối ngày hôm nay của tất cả chúng ta với rất nhiều những phần khác nhau, mong muốn rằng có được những niềm vui, có được những sự gắn kết của các thành viên lớp Anh 9B trong một chương trình hết sức ý nghĩa như thế này. Và một phần trong cái chương trình ngày hôm nay để gắn kết chúng ta lại với nhau, đó chính là những tiết mục văn nghệ. Và phần sau đây hứa hẹn rằng nó sẽ hết sức đặc sắc, thưa tất cả cô chú ạ. Và con cũng tin rằng là cô chú khi mà đến với phần này sẽ mang rất nhiều ấn tượng và chúng ta tham gia một cách hào hứng nhất. Bởi vì ngay sau đây là một trò chơi, một game show được chuẩn bị từ trước một thành viên trong lớp của chúng ta. Một thành viên trong lớp ngày hôm nay với mong muốn là tạo nên những niềm vui, tiếng cười. Vì vậy đã chuẩn bị một game show. Và game show này là gì? Chúng ta sẽ dành sự bí mật này cho đến khi chào đón thành viên này lên sân khấu. Và xin mời chú Thắng sẽ xuất hiện cùng với chúng ta. Một tràng vỗ tay được không ạ? Thực ra thì lẽ ra là cái phần ca nhạc được sâu thôi, nhưng mà các cháu ở đây đã chuẩn bị được các cháu hát trước đấy, thì mới là phần ca nhạc. Thì lúc đấy mới là đánh đàn các bạn, đàn guitar đây, là có đàn ca mới mang đây rồi đúng không, là phục vụ lúc là ông Cường đánh đàn đấy, ông Cường đàn và ông Quyền hát. Đoán xem là Trần Văn Bằng. Tôi nhìn kỹ rồi. Tiếp đây bạn này. Vâng. Đây là cái gì đây? Đây là thú thỉ. Đây là thú thỉ. Thú thỉ mà. Đây là ông Trần Văn Bằng. Tóc dài. Bạn có cả tóc dài là tóc chó này mốt rồi. Tóc chó đấy là bên thạch. Này hippie thế là. Đây là mình có thời gian nghiên cứu rồi. Còn ngay bây giờ, Vũ cũng mong muốn rằng sẽ góp một phần để tạo nên cái sự đặc sắc trong chương trình ngày hôm nay qua một game show nho nhỏ nữa, với mong muốn giúp cho cô chú sẽ có thêm những niềm vui và gắn kết nhau hơn. Và ngay lúc này, cô chú ơi, Quang Vũ muốn dành tặng cho cái game show này trước tiên là những hot girl của lớp chúng ta. Ở đây có những ai ạ? Những thành viên nữa của lớp chúng ta. Trước tiên xin mời, chúng ta xuất hiện có 3 cô đúng không ạ? Xin mời 3 cô ạ, là những thành viên đầu tiên. Mời 3 cô sẽ lên sân khấu để tham gia game show này. Trước tiên là 3 hot girl của lớp, chào vỗ tay đi ạ. Bác chú đâu ạ? Các hot boy ạ, các thành viên nam của lớp sẽ dành những chào vỗ tay để chào đón 3 thành viên nữa. Đã từng một thời làm phiêu lưng các thành viên nam của lớp chúng ta. Bây giờ
Xin mời các cô. Chỉ có 3 thành viên thôi thì có vẻ là hơi ít. Vũ muốn mời thêm những thành viên khác nữa. Chú thắng chưa? Làm gì ạ? Chú làm gì? Chú lấy điện thoại. Cứ nghĩa là chú chạy lên đây luôn. Bây giờ Vũ cần 3 chú nữa. 3 chú nào mà nhanh chân nhất sẽ di chuyển lên đây tham gia cùng với 3 cô. Ai ạ? Và Vũ sẽ bắt nhịp nhé. 3, 2, 1. Ai di chuyển nhanh nhất thì người đó sẽ được tham gia cùng với 3 hot girl của lớp chúng ta. Sẵn sàng chưa? Chú sẵn sàng chưa? Chuẩn bị ạ. 3, 2, 1. Bắt đầu. Ai ạ? Ai? Thành viên nào? Đây rồi, cô thành viên đầu tiên. Chú thắng. Cô chào cô đây ạ. Vỗ tay. Vỗ tay và các chú. Vỗ thành viên tiếp theo. Xin mời. Đâu nữa. Gần 2 người nữa. Xin mời ạ. Rồi, rất nhanh. Đó, có ai lên không? Rất nhanh đây này. Bây giờ này. Rồi, rất hay, chúng ta đúng không ạ? Và một thành viên nữa. Rồi, một thành viên nữa. Là ai? Hay quá. Mời chú lên đây, một tràng vỗ tay cho thành viên cuối cùng của chúng ta. Rồi, đây ba cặp đôi. Chúng ta sẽ có một game show nho nhỏ để mang đến niềm vui trong chương trình học lớp buổi tối ngày hôm nay. Và trước khi biết game show là gì thì các chú ở bên dưới dành những tràng vỗ tay thật lớn được để chúc cho các thành viên này họ sẽ có được nhiều sự thi đấu được tốt và mang quà về. Ngay sau đây, thưa cô chú, Vũ biết được rằng là bây giờ quà với các cô chú không quan trọng nữa rồi, mà quan trọng là những niềm vui, quan trọng là những kỷ niệm, đúng không ạ? Vì game show này Vũ sẽ giúp cho các cô chú sẽ có những kỷ niệm ấn tượng với nhau. Và để ấn tượng nhất thì một phần quà không ai ngờ tới. Đấy, đó là một chiếc chai. Một chiếc chai rỗng. Đấy, bây giờ nhiệm vụ của các chú. Chú thắng, chú sẽ cầm chai này. Đấy. Đó. Trước tiên thì Vũ xin phép được hỏi cảm nhận của các cô, các chú đã khi ngập gói chai này. Có cảm nhận như thế nào đầu tiên chú ạ? Chai rỗng, chả có gì. Cô biết. Chẳng tôi nghĩ là chú không có cảm xúc cơ. Thế còn cô, cảm nhận của cô thế nào ạ? Cô thấy rằng cái này thì chắc ở trong nó phải chứa được một cái gì đấy sẽ thú vị hơn. À rồi, một cái mong muốn này sẽ phải chứa cái gì đúng không ạ? Rồi lát nữa chúng ta sẽ biết. Còn chú Hòa ạ? Không, chưa biết gì. À chưa biết gì, ok. Còn cô thành viên cuối cùng. Cô đang muốn có cho gì lấp đầy đây. Đấy rồi. Những cái nhu cầu, những cái mong muốn này nó cũng sẽ ở phần sau của game show. Đó chính là, đây ạ, nhiệm vụ của cô chú nhá, đã tham gia là phải hết mình, đúng không ạ? Chúng ta phải là những người giành chiến thắng. Rất quan trọng để có được những kỷ niệm. Và ngay sau đây, các cô chú ạ, Vũ sẽ có một bản nhạc thật sôi động vang lên. Nhiệm vụ của cô chú đó chính là ở trên sân khấu nhún nhảy với những vũ điệu làm sao thật độc đáo nhất. Tại chỗ thôi, không cần phải di chuyển, nhưng miễn làm sao là chúng ta phải có những vũ điệu thật độc đáo. Rồi tiếp tục phải nhún nhảy nhé, có những vũ điệu thật sôi động, thật độc đáo nhất. Tiếp tục là chuyển tiếp. Nhẹ Phương, ai đang sở hữu chiếc chai này trên tay sẽ bị loại. Rồi, Nhạc Dương, ai, chú thắng à? Rồi, thế thì bây giờ chú là thế nào ạ? Chú biết loại ạ? Rồi, ok, tuy nhiên vừa rồi mới là demo thôi ạ. Mạnh giá, lớn hơn. Ôi, chú biết bao nhiêu ạ? 500.000. Tuyệt vời, 500.000 đồng và thêm 100.000 đồng nữa. Bây giờ là có hứng khởi để chúng ta có thể tranh với nhau rồi đúng không ạ? Rồi, ok, như vậy là bây giờ này, luật sẽ không có gì thay đổi. Tức là các cô chú sẽ truyền cái chai này. Đó, không đơn giản là chai rỗng nữa, mà là truyền khi nhạc dừng, ai đang cầm chai trên tay, người đó sẽ bị loại. Đó, để tránh bị loại các cô chú phải truyền thật nhanh nhá. Khi chai đến mình thì phải thật nhanh để sang bạn bên cạnh, sau đó truyền quay lại, cứ quay đi quay lại như thế thôi. Đấy, ok, để tìm ra thành viên cuối cùng. Và sau đây là game show đừng để tiền rơi, sẽ được bắt đầu với chào một tay thật lớn các bạn cô chú bên dưới. Ok, đến với cô, bắt đầu ạ. Tiếp, chú là thành viên đang sở hữu chai này. Và chúc chú ngon miệng. Rồi, ok, bây giờ phần bắt đầu tiếp theo đến từ chú Thắng. Chuyển nhau, chuyển. Hãy quán tiếp tục. Di chuyển thật nhanh. Bằng hai tay đồng thời nhún nhảy. Chúng ta có được những vũ điệu ấn tượng nhất.
đấy sẽ là kỷ niệm dành cho nhau. Nhạc vẫn còn, vẫn còn, và chúng ta vẫn tiếp tục. Ôi, chuyển nhanh. Nhạc dừng, nhạc dừng ở ai? À cô à, ở rất tiếc phải chia tay với cô, là thành viên tiếp theo phải về chỗ. Cảm ơn cô rất nhiều. Thật bất ngờ, lại là một thành viên nữ tiếp theo phải về chỗ. Tiếp tục rồi, hãy đoán sao cho nhau. Điều là sự đa năng của đất thể hiện cho bên sau này không? Hãy quyết tâm giành chiến thắng, ai sẽ thể hiện mình. Một thành viên thôi, chỉ một người về chỗ thôi, giám khảo ạ. À thôi, ga lăng đi ạ. Cảm ơn chú Hà rất nhiều. Chúc chú ngon miệng. Mời cô chú đứng đối diện nhau. Đấy, quay mặt vào nhau, mắt nhìn nhau âu yếm. Rồi, và xin mời cô. Bây giờ nha, nhiệm vụ của hai cô chú đó chính là nhạc nổi sẽ tung cái chai này, tung cho nhau, chứ không phải là truyền nữa. Hay quá, nhún nhảy đi ạ, phải nhún nhảy. Đấy là cô vua. Đấy, thi mắt này. Tiếp tục chuyển, chuyển cho nhau. Thành viên tiếp theo, nhạc dừng ai đang sở hữu cho thành người đó sẽ phải về chỗ. Ở chỗ cổ vũ đi ạ, ở các chú cổ vũ nhiệt tình lên. Tiếp tục, tiếp tục. Đấy, cuộc thi tu hướng của hai thành viên. Một phát rơi và một phát rơi trên sân khấu. Nhạc vẫn còn, rất vui vui, chúng ta vui rồi. Đừng tính rồi. Ở nhẹ nhàng quá, nâng niu. Ai sẽ là thành viên phải về chỗ? Ở đây không thể có sự sắp xếp nào nhé, thưa chú Thắng ạ. Mặc dù chú là thành viên phải về chỗ, nhưng mà chú rất vui, đúng không? Bởi vì chúng ta giành chiến thắng cho một người đẹp như thế này, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn chú Thắng rất nhiều. À đây chính là thành viên xuất sắc của chúng ta, cô chú ơi, dành một tràng vỗ tay đi ạ, cho thành viên giành chiến thắng. Trước khi mà cô nhận phần quà này ra về, cô có thể giới thiệu đôi chút về bản thân của mình, cũng như chia sẻ cái cảm xúc khi mà nhận được phần quà này không ạ? Tại vì hôm nay là lớp thì mọi người biết cô rồi, thì cô chỉ giới thiệu sơ qua cô là Nguyễn Kim Anh, học lớp với cả các cô chú đây. Thực ra hôm nay thì tham gia buổi này rất là cảm động, đặc biệt tham gia trò chơi, những cái trò chơi này giúp cho cô nhớ lại cái người mà cô đi học, và rất cảm ơn tất cả những anh em bài trợ cũng như là tất cả anh chị em trong lớp đã tham gia động viên. Hôm nay để tôi có thể tham gia được một cái game rất là vui. Xin cảm ơn cô Kim Anh rất nhiều. Một tràng vỗ tay nữa để chúc mừng cho cô ạ. Thưa cô chú thân mến, cô xin được mời cô chú sẽ chúng ta quay lại với những tiết mục biểu diễn đến từ các nghệ sĩ. Ở phần biểu diễn đầu tiên với những bài hát, với những giai điệu để hát về quê hương Ba Vì, thì ở phần tiếp theo sẽ tiếp tục những hình ảnh đó, quê hương Ba Vì sẽ được gửi tới cho các cô chú, mà chính là phần giao lưu giữa những thành viên của lớp Anh 9D của chúng ta với những nghệ sĩ, những người con của quê hương Ba Vì qua những điệu nhảy mang đặc bản sắc của người dân tộc Thái, đó chính là điệu nhảy Sam. Và hy vọng rằng sẽ có sự tham gia của tất cả các cô chú ở đây luôn. Các cô chú sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng để tham gia không ạ? Đây là một điệu nhảy, một điệu múa hết sức vui nhộn. Và xin mời những nghệ sĩ của chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong. Với những tổ
Trong thời gian học đấy
đấy thì có những cái giây phút nào mà bạn muốn nói ra cái gì đấy mà bạn cứ bị bạn phải cắn cái vỏ ấy, bạn phải lấy cái vỏ bạn cắn đi. Thế bạn muốn nói gì? Cái việc cắn cỏ là anh bán anh cũng hình như là anh cũng cấu rồi, cấu rồi. 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 Thôi, thôi bây giờ ép thế này thì đành phải nói. Ép thế này thì đành phải nói. Tức là ngày xưa đi học thì bảy con voi đúng không? Chỉ cái học thôi, hồi xưa nhát lắm, nhút nhát. Thế thì thôi thì hôm nay tự khai, chắc là anh em cũng muốn nói. Thế thôi nói ngày xưa đi học thì nam nữ thì cũng có vẻ là mến thích thích phục vụ. Thế thôi. Hoa thì có một cái là cũng rất rất là cần cảm mến về là phục bạn là Kim Anh. Thế thôi. Thế thì rất may là cái hay ở chỗ là cho đến bây giờ thì ví dụ như là gia đình của tớ với gia đình bạn Kim Anh lại rất là thân nhau. Các bạn đang hoan nhau. Vợ của Kim Anh thì là vợ của Khôi ấy, để học cùng với vợ mình. Thế bây giờ mình phải rất thân với bạn Khôi. Thế là cái tình cảm đấy là rất tốt, rất hay, vẫn chơi được với nhau, vẫn quý nhau. Là Khôi học cùng với Nguyệt vợ tớ. Thế thì tớ lại học với bạn Kim Anh. Thế thì từ từ thì bây giờ cũng thành 40 năm rồi nhỉ? Thế thì cái nhút nhát của mình thì có ý tôi nghĩ là kết thúc quá rồi. Bây giờ tất cả hai gia đình chơi với nhau rất tốt. Thế là không tớ thực sự là tớ cũng rất quý mến bạn Khôi chồng của Kim Anh, đúng không? Đại khái là thế. Thế thôi. Tôi rất vui khi được tham gia buổi này, và tôi xin cảm ơn ban tổ chức, bạn Thắng, bạn Hoa, bạn Quỳnh Hương, bạn Cường đã chọn địa điểm và tổ chức chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và tôi cũng xin cảm ơn những nhà tài trợ của lớp 9B và cái sự tài trợ của các bạn làm cho chương trình chúng ta hoành tráng, chất lượng và phong phú hơn. Nói về cá nhân của trường mình, tất cả thứ thì tôi cũng giới thiệu, tức là tôi là người học lâu nhất của IGP, học lâu nhất trường đầu người thương. Sau khi học đại học các bạn, tôi tham gia khoa học cao học, có Hồ Loan và thầy Liên học theo, và tiếp theo đó lại tôi lại học cái khóa chuyên ngành tiếng Anh trung học thương mại đầu tiên của trường đầu người thương nữa, nên tôi học tôi là lâu nhất và đến như thế. Và hôm nay có mặt đây tôi rất vui là tất cả các bạn ở đây đều đã thành đạt cho cuộc sống, thành đạt cho nghề nghiệp và nuôi dạy con cái thành công, thành đạt. Đấy một điều rất là vui và chúng ta được đến nhau ở đây. Và cũng như dịp này tôi chỉ phép thay mặt các bạn nam và sẽ tặng các bạn nữ một đoạn thơ ngắn. Và mời các bạn nghe giọng đọc của nam thanh niên kém mấy tuổi nữa thì đầy tròn 70. Và với giọng đọc thổn thức nức nở cũng chỉ vì yêu. Dù giá vàng lên xuống bao nhiêu tôi không cần biết, tôi chỉ biết rằng tôi tha thiết yêu em. Được chưa? Và cũng nhân dịp này tôi xin tặng tất cả các bạn đây một kỷ niệm, và kỷ niệm nó rất là ý nghĩa trong năm nay. Và cái kỷ niệm năm nay nó với áo phông với mũ của ta thì đúng là hợp như là bún đậu với mắm tôm đấy ạ. Vâng. Có nghĩa là xin bắt đầu là tặng các bạn, và tí nữa thì tôi sẽ xin hát tặng một số bài. Kỷ niệm về cái môn điện. Trường Ngoại Thương. Anh làm à? Hiệu gì? Trường Ngoại Thương phải không? Trường Ngoại Thương. Vậy xin
đeo luôn thôi. Hai nghĩa ra cái này là nghĩa. Giới thiệu là vợ anh thì một vợ có kết hôn. Anh nói thật đấy. Thì khi nói thì rất là công khai, thường chứng nhận là biết đâu. Mẹ hai là con cái thì cháu đầu cũng học đại học Bảo Dương. Và sau tiếp theo học cao học ở trong trường. Và hiện nay cháu cũng làm chủ cái nghề của cháu mới lựa chọn. Và cũng giống như là thành bình thường thôi, tức là ông ngoại trung thân. Về quê là ăn mâm dưới. Vâng, xin trước khi được lời, xin cảm ơn tất cả, xin chúc tất cả các bạn tiếp tục coi như sức khỏe, hạnh phúc, thành công và thành đạt trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Em có nghe mùa thu răng lá đổ, em có nghe nai hoàng hồng yêu đương, và em có nghe khi mùa thu tới tan ai âm mang tình yêu tới. Tôi yêu trong nhà nhiều
yêu anh em, tôi yêu nhìn vào áo trắng, yêu trắng sáng ngày nằm, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, yêu em đồng đàn, yêu em ruột ràng, yêu em chứa chan, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, yêu em đồng đàn, yêu em rộn ràng, yêu em chưa chán. Tính chính anh Kiên là như này này. Thực ra anh Kiên đã nói rồi mà mọi người không để ý chứ. Anh Kiên qua hai bài hát này gào cả lên là nói là anh rất yêu em mà. Có ba bốn đúng không? À, thôi thì cái hơi hơi ý tứ một ít thôi. Nhưng mà bây giờ thì thôi chuyện biên thôi, anh nói chuyện anh. Đúng rồi, anh đừng lảng tránh. Anh nhắc lại một cái câu mà anh đã từng nói với các cái bạn gái ở nước ấy, tức là chia làm đôi đi. Anh ví các cái bạn gái ở trong lớp như là những thiên thần. Thì tại sao hôm nay anh nhắc lại câu ấy là bởi vì sao? Bởi vì là hôm nay có Ánh. Mà Ánh là anh nhớ là rất là sâu sắc đấy. Nhưng mà anh nhớ một cái điều là hầu như lần nào họ cũng nhắc cái này. Đấy, nó là mãi mấy chục năm sau gặp được. Mà có lúc ở gần nhà mà cứ mong mỏi là có một lần nào bất ngờ gặp được thì cháu không gặp được. À, thế thì nhắc lại là cái thời ấy là cái thời mà bọn anh trong mấy anh già có bốn anh già, Tiến già, Nghiêm già, Dũng già, Bằng già và Biên già. Bằng hay Biên không đủ đấy thì có bốn anh già thì với mọi người thì anh những cái buổi vui như này anh cũng chợt nhớ đến mấy anh già ấy. Thật sự như thế, tức là cũng cảm thấy là mình cũng có cái gì đó may mắn là vẫn còn được sinh hoạt gặp mặt anh em đấy, thì mình cũng cảm giác là rất là phấn khích với hai nữa là cũng cảm thấy trong lòng mình nó cũng lâng lâng và có một cái cảm giác là như được trẻ lại. Mặc dù là cái hòa vào với mọi người thì hình như là nó là một cái rào cản từ rất lâu rồi mà anh vừa được qua. Đấy, thì là anh cứ ngồi ngắm các em mà cảm thấy là rất là thèm, là giá như mà mình bằng với cái tuổi này thì hay biết mấy. Đấy là một cái tâm sự rất thật. Rồi bọn em cái tuổi anh. À, đương nhiên là như thế. Nhưng mà này, chắc cái tuổi bọn anh ấy thì có khi bọn anh vẫn vui thế. Mình anh và con đi bọn anh vui trở lại. Còn mỗi một người ở trong lớp đối với anh đều là những cái kỷ niệm rất sâu sắc. Cái thời gian đấy là cái thời gian anh đi bộ đội về. Có rất nhiều những cái thứ tâm tư nó khác với bọn em và cũng cái mong muốn ở cái cuộc sống lúc ấy nó cũng rất khác với cái bây giờ. Kính thưa cô chú, và cho đến lúc này chúng ta vẫn đang có những câu chuyện bên nhau. Đó là những câu chuyện của quá khứ, là những kỷ niệm để chúng ta ôn lại, và để giúp cho cái chương trình ngày hôm nay và cho tương lai nó sẽ có được thêm những màu sắc. Đến bây giờ về chương trình chúng ta còn rất nhiều những phần khác nhau nữa, và để chúng ta thêm một gia vị nữa cho cái cuộc trò chuyện này, đến cái tâm sự này, Quang Vũ xin được kính mời các cô chú chúng ta cùng nhau quay trở lại với sân khấu và cùng hướng lên với phần trở lại của hai ca sĩ Minh Hải và Ánh Phương với một sáng tác của Ngô Quốc Tính, ca khúc Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca. Xin mời cô chú dành một tràng vỗ tay cho hai ca sĩ của chúng ta được không ạ?
Và cho phép hai cháu sẽ gửi tới các cô chú một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Tính trên công trường Dượng Tiến Cao. Xin mời các cô chú cùng thưởng thức ạ. Okay.
nói như này, giáo viên là biết phiêu này, đúng không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.